Xin chào anh chị và các bạn. Ghé ao tham bao anh Thức thì anh thấy anh Thức ổ bưu con. Bưu con này đã sụp khí xong và đã đóng nắp lại. Anh chị anh Thức thì có bỏ mật ong vô. Anh chị thấy bưu con dạt khè đúng không? Có bỏ mật ong nha. Đây. Anh Thức chuẩn bị từng chai, từng chai đi. Đó. Anh Thức cho anh chai nào thì anh Thức mở ra chai nấy. Thấy vàng tươi luôn. Bưu con mấy đường ruột. Kéo kéo luôn. Đây, anh Thức sốc lên cái rồi bị anh chị coi xem nó ra hơi nè. Ra hơi. Ồ xì. Đây anh Thức cũng đang ngủ thêm một mình nữa. Tại vì tôm anh Thức có tôm lớn. Đây, anh Thức ủ chai nào anh Thức cho ăn chai nấy nha. Đây, ăn từng chai, bêu gôn. Men đường gục. Quá tuyệt vời.